vàng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đô làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co có rơi rớm khô. Thank you.
hình ảnh đằng sau là em chọn luôn á, em chọn là cộng 0.25 điểm, chọn quá. Ôi trời, cảm ơn chị, chọn em tưởng bị trừ, em giật mình quá. Hay lắm, hay lắm, bộ đồ của em này đẹp luôn. Dạ, được cộng chị 0.25 điểm luôn. Cảm ơn chị. Ủa, em tưởng chị Hương mới nói là hình ảnh đẹp cộng 0.25 điểm, bộ đồ thấy ghê trừ 0.25. Dạ, với ý kiến từ giám khảo Quang Lê, con hát hay mà chú làm sao mà có thể mà tìm một cái lỗi gì để chê con được nữa. Con hát cái bài khó mà hay lắm á. Trời ơi, lúc lên một tông tôi chuyển đổi tông như thế vô. Cầu nguyện sợ lên cái đó không được. Quá hay. Đứng thấy nó là chững chạc vậy sao ha. Sao bé Trang, sao nói đi em. Nói đi chị, nói đi. Thầy Chí Thiện chọn bài này quá hay. Còn đối với con, trời ơi, cô cảm thấy con rất là tiến bộ. Mấy ngày đầu con hát á, từ những vòng đầu tiên đúng là cái chất con hát rất là mạnh. Nhưng mà cô cứ sợ là nó cứ bồng bột ở phía trên thôi. Nhưng mà bây giờ càng về sau, cô càng thấy con á, càng giữ được cái phong độ. Và con biết không, cái chất rock nó có sẵn ở trong cái màu giọng của con á. Còn con xử lý bài rất là bình tĩnh, rất là đỉnh đạt. Và hát đi tới cuối bài tuyệt vời, chúc mừng con. Cảm ơn cô Trang. Mời cô Hằng. Không còn gì để nói, rất là phong cách, rất là tự tin, rất là chững chạc. Chúc mừng con. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì con sẽ muốn nghe điểm số của ai đây? Dạ, con chọn cô Diệt Hương. Mời cô Hương. 10 điểm. Cô Hương 10 cảm điểm. Cảm ơn cô. Giờ muốn nghe ai nữa? Chọn chú Quang Lê. Chú Quang Lê. 9.99. Là thầm bước. Gì đó. Cảm ơn chú Quang Lê. Ê, vô nè. À,
Hôm nay lớp mình đẹp lắm nè mấy bạn ơi. Đâu, mình đâu, mới thấy đâu, 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 chết rồi, bể rồi, bà làm bể đó. Không biết đó. Không có biết đâu ở nhà. Đâu. Cô vô kìa. Cô vô rồi đó. Cô vô. Chúng con kính chào cô ạ. Tất cả ngồi xuống. Thấy chúa tôi nó nói rồi đúng. Dạ, nào là mời biến hóa đây. Tôi đã nói rồi, đồ nãy đừng có giỡn mà. Ai biểu giỡn chi? Thôi đi giỡn đó. Không làm đâu biết. Hồi nãy đó nói được cô không? Cô hỏi lại lên nữa. Cho là Lâm vượt biến hoa đây. Dạ không phải con, phải con nói cho cô. Các con có biết cái biến hoa đó là của ai không? Đó là món quà của mẹ cô tặng cho cô nhân ngày đầu tiên cô đi dạy đó. Món quà ấy có ý nghĩa thiêng liêng lắm, các con có biết không? Các con là cô buồn quá. Dẹp đi, lại dẹp đi kìa. Dọn đi nhanh. Cô, tụi con biết sai rồi, tụi con xin lỗi cô. Đừng có giận tụi con nữa nha. Thì đi, bà làm bể đó, bà đi cất đi. Nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, ngồi lẹ đi, cô la bây giờ. Cô la bây giờ đó. Các con ngồi xuống đi. Các con là người sẽ nói nhân vô thập toàn, nghĩa là làm người không được toàn diện, ai cũng có khuyết điểm lỗi lầm. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhận lỗi, sửa lỗi, khiến chúng ta sẽ mau tiến bộ và được nhiều người yêu quý. Để cô kể cho các con nghe câu chuyện về cái bình hoa nhé. Dạ. Hồi ấy, Vova mới lên 8 tuổi, cậu ấy rất tinh nghịch. Một hôm, Vova và các bạn đến nhà cô giáo chơi, thì Vova vô ý làm vỡ cái bình hoa. Nghe tiếng choang, thì cô giáo bước vào, cô giáo hỏi, cháu nào làm vỡ bình hoa đây? Cả lớp xua tay, không phải cháu, không phải cháu. 3 tháng trôi qua, không còn ai nghĩ đến chuyện cái bình hoa bị vỡ. Một hôm, Vova thức, mẹ bảo Vova, sao con chưa ngủ? Vova khóc oà lên và kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ Vova nói, ngày mai con viết thư và nhận lỗi cho cô giáo. Cô giáo sẽ tha thứ cho con. Theo các con, thì cô giáo của Vova có tha thứ cho Vova không? Dạ có. Vậy, Vova có là một cậu bé ngoan không? Dạ có. Các con nhớ nha, có lỗi mà biết nhận lỗi thì vẫn là con ngoan nha. Dạ. Thôi, bây giờ mình dìa cái vụ biến hoa sang một bên ha. Đây là tiết học đầu tiên, cô cho mình làm quen ha. Cô xin tự giới thiệu, cô là Thiều Nguyễn Vĩ Dạ. Năm nay cô tròn 6 tuổi 1 tháng 4 ngày. Cô vừa tốt nghiệp trường mầm non Hoa Mai. Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Cô ơi, sao cô trẻ và cô xinh thế ạ? À? Cô ơi, sao cô thích chọn nghề cô giáo vậy cô? À, cô thích làm nghề cô giáo bởi mẹ cô cũng là cô giáo. Mẹ cô nói nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nghề cao quý là nghề gì vậy cô? À, nghề cao quý là nghề đáng quý đáng trọng đó con. Trong xã hội, nghề nào cũng cao quý, nhưng nghề cao quý nhất đó là nghề giáo. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm. Trong xã hội hiện đại ngày nay, và sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã đưa con người đến với tri thức. Dù khoa học công nghệ có phát triển đến đâu, thì người thầy cũng đóng một vai trò quan trọng. Thầy cô không chỉ dạy chữ nghĩa truyền đạt kiến thức, mà còn nuôi dưỡng bao tâm hồn thơ dại. Một dòng sông, một đời người, mỗi ai làm kẻ đứng trong đến bờ, muốn đi qua phải dì đò, đường đời muốn bước cả nhờ người đưa. Cô cảm thấy tấm lòng của nghề giáo, lặng lỡ chữ người, cô bảo tác phong ba. Đến nơi rồi một nụ cười động mãi, lặng lẽ quay về đón tiếp chuyến tàu sau. Vậy thì bây giờ các con có muốn nghe cô hát không nè? Dạ có. Cô sẽ hát cho các con nghe bài cô giáo trẻ nha. Dạ.
học trò thơ ơi. Sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và các cô chú. Bây giờ ơi, cô nói con nghe nè. Ngày mai á là ngày con phẫu thuật rồi. Bây giờ con phải ráng giữ sức khỏe, con phải cố gắng hết sức để vượt qua được cơn phẫu thuật ngày mai, con biết không? Cô tin là con làm được mà. Hôm nay tất cả các cô chú trong bệnh viện này nè đã giúp con thực hiện cái ước mơ của mình là trở thành một cô giáo. Nên ngày mai á, con phải hứa với các cô chú ở đây là sẽ vượt qua được ca phẫu thuật. Con có hứa không nè? Giỏi, cái dạ của cô giỏi quá.
mơ, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức câu chuyện cô giáo trẻ, một câu chuyện rất xúc động và nhiều ý nghĩa. Ban đầu thì cứ ngỡ rằng đây là một cô giáo thật, một cô giáo nhỏ xíu trong một cái lớp học toàn là những học sinh bự con như khủng long. Nhưng mà cuối cùng thì mới biết rằng cái câu chuyện này nó có một cái tầng ý nghĩa khác cao hơn và đầy tính nhân văn. Xin mời ý kiến của các cô chú trong ban giám khảo. Mời cô Việt Hương. Đối với cô Việt Hương, nên khúc mà con dạy xong là đã đủ điểm rồi. Chứ đừng có nói là thêm cái phần mà ngã xuống xỉu rồi cô bác sĩ chạy ra. Tại vì trước tiên là phải cảm ơn Vũ Đoàn với một cái bài dựng rất mộc mạc, mà lần đầu tiên diễn viên múa đồng loạt được ngồi trên ghế và làm bằng động tác tay không, mà Hương ở dưới Hương nhìn ra được một cái trường mà trong một cái lớp mà tất cả học sinh bằng áo trắng thời xưa và trở lại được đúng cái trường đó với cô giáo bằng áo dài xanh, mái tóc dài, mặc dù con rất là nhỏ xíu nhưng mà nhìn dưới lên đẹp lắm con ơi. Dạ, chúc mừng con với tiết mục thật là đáng yêu. Mời ý kiến của cô Thanh Hằng. Con ơi, con xứng đáng quá à. Ê, cái phong cách, cái phong thái, cái thần thái của con bước ra, tuy rằng con còn là một cái bé tí xíu, nhỏ xíu thôi à, mà con bước ra con giống như là một người đã chuyên nghiệp. Thôi bây giờ chỉ có hai lời là giỏi lắm, xuất sắc lắm con. Dạ, cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời cô Đăng Trang. Tiết mục của con làm cho cô cảm thấy rất là xúc động. Nói cho cô nghe là có một cái lý do gì mà để cho các thầy trò làm cái tiết mục này với cái chủ đề nhà giáo không? Thầy với bé thì muốn dành tặng tiết mục này cho mẹ của bé, bởi vì ở ngoài thì mẹ cũng là một cô giáo dạy văn. Wow. Thành ra bé cũng muốn tặng tiết mục này cho mẹ. Và hôm nay thì thật sự là con đã diễn ngoài cái mong đợi của thầy. Con giỏi lắm con ơi, tự hào vậy con. Rất là ý nghĩa con. Cảm ơn Quốc Đại rất là nhiều cùng với con. Một tiết mục thi của con nhưng mà cũng là một món quà cho mẹ của mình, đúng không? Và con biết không, cái cách của con biểu diễn nó rất là đỉnh đạt, nó rất là đáng yêu. Nhưng mà về cái phần phát âm á, thì bởi vì mình đang nói nghiêng về cái giọng Bắc, đúng không con? Mặc dù cái giọng, cái âm giọng vùng miền của con á, là có thể nó lai hơi lai trung, nhưng mà nếu như mà mình nói về miền Bắc thì mình ráng cố gắng sửa cho cháu là ví dụ như lỗi, chứ còn hồi nãy con đang nói là lồi thì nó sẽ hơi không có đẹp lắm về cái phát âm nha con. Cái đó là mình để ý hơn chút xíu nữa thôi. Nhìn chung là tiết mục của con rất là dễ thương. Thế còn chú Quang Lê, chú Lê thấy tiết mục này thế nào? Nói chung lại là Quang Lê bị ghiền con rồi. Ghiền từ cái vòng đầu rồi. Ấn tượng mạnh luôn á. Coi như là mỗi lần mà lên ngồi đây là chú chỉ chờ mong để mà nghe con nói thôi. Tại vì á, bây giờ con biết không, MC nam thì mình cũng có, nhưng mà MC nữ hay là những người mà dẫn chuyện như con đó gọi là khan hiếm lắm đó. Biết đâu sau này con lớn lên con sẽ là một người dẫn chuyện rất là hay, và con sẽ mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Cảm ơn các cô chú. Bây giờ thì mình nghe điểm số của hai cô chú nào đây, con muốn nghe ai trước? Dạ, cô Thanh Hằng. Mời cô Thanh Hằng. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa? Chú Quang Lê. Chú Quang Lê. 10 điểm. 10 điểm. 2-10 tuyệt đối. Chúc mừng. Tương truyền rằng có vị thần hòa bình được ân trên cử xuống hạ giới, đảm bảo trọng trách tiểu thần khí hậu cho nhân gian. Khi vị tiểu thần này hoàn thành sứ mệnh, giữ yên không để cho nhân gian bị khí hậu thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến đời sống muôn dân, thì sẽ được chính thức trở thành vị thần hòa bình. Một cô bông trắng kêu kiều.
rồi một ngày kia, khi cơn cuồng phong kéo đến, vạn vật bị xáo trộn. Lúc này, nhiệm vụ của tiểu thần khí hậu là sắp xếp lại trật tự của muôn loài, điều hòa khí hậu để nhân gian được sống yên vui, no ấm. Bằng khả năng và sức mạnh của mình, vị tiểu thần đã gióng lên những hồi trống vang dội để triệu tập các vị đại thần cùng giúp sức. Giống như những đóa hoa thật đẹp, để mang những niềm vui bay đi
nhằm và cùng cất cước ta vui cả đêm dài. Một tiết mục rất là sôi động, màu sắc lóng lánh. Xin mời ý kiến của các cô chú trong ban giám khảo. Với bài hát này thì mời cô Đoan Trang. Mời cô Đoan Trang nhận xét nha. Bài này là một bài hát cô rất là mê của Jennifer Lopez. Và con biết không, con phải phát âm cho kỹ hơn. Khi mà hát nhạc nước ngoài là phải nghe người ta thật là kỹ. Hát cho nó lướt lướt. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Là không có phải là hear that sound, không phải là hát quá rõ ra. Kiểu kiểu như là nó phải nghe cho giống bản gốc, để mà phát âm càng giống nhất càng có thể. Ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bài này rất là sung, điệu cha cha cha. Cho nên khi mà hát là bản thân mình phải sung. Và đề nghị sau cái này đi qua cô Mến học cha 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 thêm. Để chân đầu gối nhảy cha cha là phải thẳng nè. Mấy cái bước lót là phải chắc chẽ hơn nữa, sắc bén hơn. Nhưng nhìn chung tiết mục rất là đẹp. Cô chúc mừng con. Khi hát xong mà người ta nói là tiết mục rất là đẹp, có nghĩa là mình hát chưa có thành công. Cô cần cái sự tăng động từ cái bíp trong người, từ cái sự mà con kêu mọi người phải vỗ lên. Thần thái đâu không có, hát cho có hát, nhảy cho có nhảy. À, một khi đã đổi rồi là phải làm cho tới bị thi mà. Càng vô sâu muốn đổi là phải hay, vô sâu muốn đổi là phải hay. Hôm nay con thay đổi hoàn toàn khác, nhưng thay đổi chưa tới, còn đang rất an toàn. À, cho nên soi xét kỹ, khi đã đổi là phải làm cho tới nha. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn cô. Mời cô Thanh Hằng ạ. Cô thấy rằng là con cũng đã tung hết tất cả những cái gì khả năng của con có, và tầm tuổi của con là như thế thế thôi. Thì cho nên là cô cũng chúc mừng con đã hoàn thành được cái bài. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn cô. Đúng là càng vào những vòng trong thì cái đòi hỏi của ban giám khảo nó càng trở nên khắt khe hơn. Bởi vì đến đây thì các bé đều là những bé hết sức là tài năng, và chỉ chênh nhau một tí ở cái sự phong độ trên sân khấu như thế nào mà thôi. Cho nên là tất cả các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ phải luôn cẩn thận chọn cho các con mình những chiến lược nào đó nó phù hợp nhất để giúp cho học trò mình có thể đi sâu hơn nữa. Dạ, thực ra thì ở lần này thì em cũng ra đề khó cho Dầu với cái bài này. Và Dầu phải hát với thật mạnh và cũng phải cho nhảy nữa, chứ không thể nào mà mình chỉ chuyên tâm vào hát thôi. Và ngày hôm nay thật ra để có thể mà một ca sĩ vừa lên sân khấu vừa hát vừa nhảy là phải một cả một quá trình dài. Các cô chú đã góp ý cho mình rồi, mình sẽ cố gắng tập. Mình hát live 100% mà, thì mình vừa hát live mà mình vừa nhảy thì mình thể lực mình phải tốt. Cố gắng lên, tiếp tục nha. Dạ. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe điểm số của các cô chú nè. Con muốn nghe điểm của ai trước? Dạ, con muốn nghe điểm của chú Quang Lê và cô Việt Hương. Mời chú Quang Lê trước nha. Chú dành tặng cho con 9.50. 9.5. Dạ, cảm ơn chú. Còn cô Việt Hương ạ? 9.50. 9.5. Dạ, con cảm ơn cô. Xin thưa tiết chế an lòng tìm đường vượt thoát quân mong giây phút.
bến cảng Bình. Thành Thăng Long chờ tin quốc công, vì vàng sang hùng anh lướt sông. Hoa quang đừng mong tiếng sang trời Nam, lũ quân cuồng tham quyết công Bình Nam. Tướng quân, nhờ người hùng xa tay chỗ tài, cờ hồng bay khi tiên sáng soi đời trai. Nếu gương râu mày gió câu phi dài luôn nhớ về ai. Ta không thể để nào cho người ở lại đây được. Viên quân giặc đã chỉ chung chung điệp điệp. Xin tiết chế hãy an tâm, tướng nước Nam phải bảo vệ vua Nam. Vì tổ quốc thần xã chi mạng sống. Hãy đi đi tiết chế. Tướng quân đi đi kẻo không còn kịp nữa. Tướng quân hãy đi đi. Tướng quân hồi thề. Không ngại gian nan. Nếu khôn ngoan quy phục nguyên mông, ngươi sẽ được giao sang phú quý. Lũ xâm loạn thốt lời không biết hổ, đừng bao giờ chiêu dụ thất công. Cần mình trọng ta chi vững như đồng, dù tuôn đổ máu hồng. Tâm quyết không đầu hàng lũ giặc, đã bao lần Nam tiên cuộc chinh. Gieo rắc cho sanh linh bao thảm họa, lạc mặt quê hương tiêu điều tàn tạ. Dầu chết vẫn căm hờ quân ác độc tính ma. Phẩm Dương Thổ Phẩm Dương à,
Ba la quý nước Nam không chịu làm vườn đất Bắc khôn lan. Ô các ma nhi đợi đến tao sẽ cho mày làm quỷ nước Nam. Mày muốn làm quỷ nước Nam à? Thằng ơi! Tao sẽ cho mày đến sức mạnh của Nguyên Mông. Theo nó lên vào quả. Cảm ơn tất cả các anh rất là nhiều đã hỗ trợ cho bé. Anh tên này, bên này tên gì ạ? À? Trường dạ, Lộc. Chị em là Trường Lộc. Trường Lộc. Trường Lộc, bên này. Dạ, Bạch Lợi. Bạch Lợi ạ. Bạch Lợi, em rất mê hai anh. Khi anh bước ra đây, thấy cái thần thái là thấy đã rồi, thấy không? Quân giặc là phải vậy. Nhờ những cái nhân vật ác thì mới thấy người ta hiền, phải không anh? Nhờ những cái nhân vật xấu như vậy, và thường là cái nhân vật này người ta ghét không à. Nhưng mà em tuyên bố với hai anh là em không hề ghét hai anh. Coi nó đã lắm. Có nghe nè, cái body chuẩn luôn, đừng có giảm cân, gần cân giận luôn. Cảm ơn anh Bạch Lợi và anh Trường Lộc. Cảm ơn hai anh. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện về Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng vốn là một danh tướng đời nhà Trần. Ông có công rất lớn trong việc bảo vệ vua Thánh Tông và vua Nhân Tông trong cái cuộc chiến chống quân Nguyên Mông. Và sau đó ông đã hy sinh tại Bãi Thiên Mạc vào năm 1285, sau đó được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương. Đó là nhân vật mà bé Trọng Nhân của chúng ta vừa thể hiện trên sân khấu. Đầy cái sự oai hùng, đầy cái sự anh dũng và cái khí tiết của Trần Bình Trọng đã được con tái hiện rất là hay, mặc dù có hơi đôi chút về cái giọng hát do sức khỏe, nhưng mà cái điều đó có lẽ là ban giám khảo không còn bận tâm đến nữa, phải không ạ? Đương nhiên là tại vì con tập luyện quá nhiều, và với cái sức chỉ có mười mấy tuổi, vừa đấu vừa phải tập võ rồi vừa phải hát, như vậy là quá hay rồi. Nhiều khi cô tưởng là tới ngày hôm nay con phải tắt giọng luôn, như vậy là quá xuất sắc. Chỉ nói gọn gàng, con là một người hát rất là sang trọng lắm, con nể phục. Yeah. Cảm ơn cô Việt Hương. Mời cô Thanh Hằng. Phải nói là cô rất là hãnh diện và tự hào về con. Bây giờ là coi như là con là đại diện cho tất cả những các em thiếu nhi thế hệ sau này, là để cho nhìn vào cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương mình nó tuyệt vời, nó tuyệt đỉnh như thế nào. Xin mời ý kiến từ cô Đoan Trang. Tự nhiên một Trọng Nhân khác hẳn cái tuần trước. Tuần trước là một cái sự uy nghiêm, một cái quyền lực của ông Bao Công. Bây giờ lại là một dũng tướng rất là thanh thoát, và con làm rất là nhập vai. Một cái bộ môn nó khó vô cùng, vừa phải tập hát, vừa phải có thể lực, đúng không con? Để phải hát, phải diễn, phải múa nè. Cô thấy lúc mà con đi xuyến mà con phải múa kiếm, rồi cùng lúc đó là con phải hát á, thấy nhớ giống như ca sĩ của mấy cô vậy đó, cũng vừa hát vừa nhảy y chang như vậy, phải có sức khỏe. Nhưng mà tụi cô khi mà quên bài, tụi cô còn có thể bịa cái khác, tụi cô còn có thể làm cái gì đó. Còn như tụi con đâu có bịa được, phải đi đúng bài, ra đúng cái bộ, đúng không? Cho nên cô cực kỳ khâm phục con, và xin chúc mừng cô Bình Tinh cùng với Trọng Nhân. Cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Đoàn Trà. Tại kiến cuối cùng từ chú Quang Lê. Bây giờ chú Quang Lê không có nói, chú Quang Lê cho điểm thôi nha. Dạ. 10 điểm. 10 điểm. Vậy là mình biết điểm số của chú Quang Lê rồi đó. Bây giờ con muốn nghe điểm của ai nữa nè. Dạ, cô Đoan Trang. Mời cô Đoan Trang. Cô hỏi con muốn mấy điểm? Sao cô hỏi khó con quá à? Cô giả bộ điểm. Hỏi vậy 10 cho, đi con, nói 10. Cho con nói. Đúng không? Nói luôn. Mấy con? 10 điểm. Nói không. 10 rõ ràng, nói đi con. Mấy... Không, đúng kịch bản là không cần phải nói, để cô nói con 10 điểm. Cảm ơn cô. Vậy đi, đỡ làm khó con làm gì. Cảm ơn cô Đoan Trang, chúc mừng con. Oh,
vậy nơi che cùng mẹ hát, che nằm trên vai theo cha đi cày cua, che làm thuyền non, che thành muôn trâu, che thành gươm giáo. Sung ta gây đàn đồ che tiêu tan trong lửa gói, che mồ lông với nơi sông, che ngờ nông vẫn có ngọn cờ vậy nơi che cùng mẹ hát, che nằm trên vai theo cha đi cày cua, che làm thuyền non, che thành muôn trâu, che thành gươm giáo. Ôi che Việt Nam, người Trăm và váy sườn xám của người Trung Hoa. Đầu thế kỷ
kỷ 20 với sự du nhập của văn hóa phương Tây đã làm thay đổi quan niệm về áo dài. Xuất hiện áo dài lông mù. Lông mù trong tiếng Pháp dịch ra nghĩa là cát tường, tay phong, cổ bông hoặc khở cổ. Vài năm sau, họa sĩ Lê Phổ đã cải cách chiếc áo này, tạo ra kiểu áo cổ kín ôm sát thân người, hai tà tự do bay lượn. Từ đó đến nay, áo dài không ngừng được cắt tân và phát triển theo hướng lịch trình của lịch sử. Từ nay, khi đã xuất hiện những kiểu áo thời trang, nhưng chiếc áo dài vẫn giữ được vị trí của nó, là bộ lễ phục của quý bà, quý cô, quý ông trong các ngày đại lễ. Cô giáo mặc áo dài lên lớp. Áo dài chính là đồng phục học đường. Trong các cuộc thi hoa hậu Việt Nam, người may mắn được đổi vương miện phải là người mặc chiếc áo dài có hồn và xinh đẹp nhất. Đặc biệt, áo dài đã và đang được đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể. Áo dài sẽ mãi trường tồn cùng văn hóa Việt cùng với chiếc nón lá. Áo dài vinh dự trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Dù ở đâu, Paris, London hay nhiều miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Xin cảm ơn tập thể nghệ sĩ của nước Việt Nam đã tràn về đây hỗ trợ cho tiết mục này. Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ của tất cả mọi lãnh vực. Tiết mục này không thôi đủ phát sóng một tập rồi đó quý vị. Có phải đêm chung kết đâu mà có bao nhiêu nhân lực tràn hết lên sân khấu vậy hả Quốc Đại? Hãy cho chúng tôi biết cái lý do của bạn, cái động cơ nào. Thật sự thì mà khi đến vòng này rồi á, thì nói chung là lớp mình thì có thể là chỉ còn một người bất cứ lúc nào. Nên bây giờ hiện nay thì cái vòng này còn hai người, nên thầy muốn có một cái sự kết hợp để mà tôn vinh những cái niềm tự hào của Quốc Đại về đất nước mình. Cảm ơn Quốc Đại với cái tâm huyết của mình đã dành cho hai học trò cưng nha. Bây giờ thì mình nghe lời khen từ ban giám khảo đi. Rất là hãnh diện dồn lên cái sân khấu này ngày hôm nay, đẹp hết trơn luôn thiệt.
Rồi Đại ơi, có bao nhiêu diễn viên ở trên sân khấu ngày hôm nay, cái tiết mục này? Nhóm múa là 24 người. Nhóm bè là 20 người. Nhóm thời trang nít. Thời trang thiếu nhi là 8 người nữa. Dạ. Có khoảng năm mấy người chứ. 52 với 2 là 54 người trên sân khấu. Rồi tiết mục này á, đem đi biểu diễn được rồi. Hai đứa con làm nguyên chương trình, không có còn gì để nói. Đẹp quá, xuất sắc quá. Cái bà mén bà nói vanh vách, ông kia ông ra hát hú hồn. Ca sĩ chuyên nghiệp, MC dẫn dắt vô chương trình. Nhóm múa hay, nhóm bè giỏi. Cái gì cũng đều hết trơn á. Tiết mục đi biểu diễn, thi thố gì nữa. Cho cô ôm hai đứa con cái được à, không? À, cô đang ôm hai đứa. Chạy tới gần gần cô đi nè. Cô thấy tụi con diễn chảy nước mắt luôn, bởi vì quá giỏi. Và cô tin là tất cả mọi người ở đây rất hãnh diện vì tụi con. Một tràng pháo tay thật là to nữa dành cho Quốc Dương và Vĩ Dạ. Chúc mừng hai đứa con. Rồi, hai con chạy lại về đây với chú nè. Phải nói là rất là nể phục các huấn luyện viên, bởi vì dạy con nít là vô cùng là khó luôn. Mà nhất là con nít mà cái lớp của thầy Quốc Đại là cái lớp nhỏ nhất nữa. Cho nên là cái điều đó phải nói là rất rất là tuyệt vời. Rồi thêm một cái nữa là cái tiết mục này á, được đan xen với nhau rất là nhiều những cái mảng nghệ thuật khác nhau, kết hợp với nhau một cách rất là chặt chẽ, hợp lý và rất là khéo léo. Còn riêng về hai con, Vĩ Dạ ơi, trời ơi, tiết mục này phải nói là rất là độc đáo. Độc đáo ở chỗ là riêng cái phần của Vĩ Dạ nha, là con múa vũ đạo trên nền thơ. Không phải dễ đâu. Những cái động tác múa của con giống như hồi nãy cô Việt Hương nói, tất cả các cô diễn viên múa trong vũ đoàn rất là đẹp. Nhưng mà với bản thân cô chỉ nhìn con là nhiều nhất. Bởi vì con đẹp lắm, nó có một cái nét, nó có một cái hồn dân tộc ở trong chính con người của con. Còn với Quốc Dương, tuyệt vời, con quá tiến bộ. Bài này khó ở chỗ là con hát a cappella, hát cùng với một cái đoàn bè, một nhóm bè. Cái đó ngay cả người học thanh nhạc, nhịp không chắc cũng sẽ rớt như bình thường. Đằng này con mới có 5-6 tuổi, con hát live đứng trước khán giả như thế này, hát rất là tốt, giọng rất là vang ở những phần cuối, rất tuyệt vời. Những cái gì mà cô đã muốn nói và muốn nhận xét các con thì cô Đoan Trang đã nói hết rồi. Cô chỉ nói một lời chút xíu nhỏ này thôi là xứng đáng lắm các con ơi. Nay thật sự là thú vị thiệt, không phải là đi thi nữa, giống như mình có một màn trình diễn vậy đó, coi nó đã làm sao. Việt Hương với Quang Lê hai đứa bạn nhau, giờ hai đứa mình lấy tiết mục này, rồi cái tôi dẫn bé Dĩ Dạ ra, hai má con tôi nói, rồi xong một chút nữa cái cũng y vậy, cái Lê dẫn Dương ra, cái hai cha con hát, bốn đứa mình chạy show chung như này là ngon. Lê ơi, Tết mình làm bạn dữ lắm, chưa xong hết trơn rồi, giờ gắp hai đứa tôi vô thôi. Làm y vậy tụi tôi bút show từ mùng 1 tới mùng 10 ngày 4 sức. Dạ, cảm ơn thành ý của các cô chú cũng như tình yêu thương mà các cô chú đã dành cho hai con. Bây giờ thì mình sẽ nghe điểm số của hai vị giám khảo nha. Hai con muốn nghe điểm số của ai trước nè? Dạ, cô Việt Hương. Mời cô Việt Hương. Dương ơi, con được 9 điểm cộng 0.5 từ ý tưởng của thầy Quốc Đại, con được 9 điểm rưỡi. Còn bé Vĩ Dạ con được 9 điểm 25 và 0.5 điểm là vì thầy có ý tưởng tốt, con 9.75. Bây giờ mình thêm một vị giám khảo nữa, ai nào? Dạ cô Thanh Hằng. Quốc Dương ơi, con được 10 điểm. 10 điểm. Vĩ Dạ ơi, con được 10 điểm. 10 điểm luôn, cô Hằng cứ như bà Tiên vậy đó. Cảm ơn các vị giám khảo. Như thiên hang trong không gian đen tối, như cơn gió lang thang qua thảo nguyên, tựa chiếc lá giữa cánh rừng vô giá, tựa ngôi sao lẻ loi giữa trời đêm. Dòng nam tìm hoài chẳng thấy, sâu thẳm trong không gian kia tối tăm, làm sao chợt ngược từng khoảnh khắc, tìm lại thời thơ nơi tàn tro. Dĩ vãng xa xôi có níu kéo cũng qua rồi, hận thù càng thêm đau, dòng thời gian phai dấu, nước mắt vẫn tuôn rơi, tình hài hoang vang trời. Đường dài mình ta bước, dòng đời như con
tìm hoài chẳng thấy. Sâu thẳm trong không gian kia tối tăm, làm sao trở ngược những khoảnh khắc, tìm lại thời thơ ấu nơi tàn tro. Dĩ vãng xa xôi có níu kéo cũng qua rồi, hận thù càng thêm đau, dòng thời gian phai dấu. Nước mắt vẫn tuôn rơi, tiếng ngài hoang vang trời. Đường dài mình ta bước, dòng đời như con nước. Bình yên trôi, bình yên đến, bình yên đi. Dĩ vãng xa xôi có níu kéo cũng qua rồi, hận thù càng thêm đau, dòng thời gian phai dấu. Dĩ vãng xa xôi có níu kéo cũng qua rồi, hận thù càng thêm đau, dòng thời gian phai dấu. Nước mắt vẫn tuôn rơi, tình ngài hoang vang trời. Đường dài mình ta bước, dòng đời như con nước. Bình yên trôi, bình yên đến, bình yên đi. Bình yên trôi, bình yên đến, bình yên đi. Thưa quý vị, đó là bé Văn Minh. Cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Một bài hát trong một bộ phim nổi tiếng, một bài hát đầy kịch tính, và con trai đã làm rất là tốt ca khúc này. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Cô cũng xin cảm ơn thầy Chí Thiện của con đã tạo cho con một cái màu sắc rất là khác. Chính vì có những cái màu sắc như thế này, các con mới thể hiện được khả năng và tài năng của mình. Con đã làm được như vậy, và tất cả những các em thiếu nhi ở trong khán phòng hoặc là đang xem trên TV màn ảnh nhỏ thì sẽ học hỏi các con nhiều hơn và đi đúng đường để làm được một người công dân có ích cho xã hội, cho đất nước. Hồi nãy con ra con hát cái dòng nhạc nhạc này chú ngạc nhiên. Tại lúc mà giới thiệu tên con thì chú nghĩ là phải làm cái gì đó nó ghê gớm lắm, phải giọng rock rồi phải đưa lên. Nhưng mà con thể hiện hôm nay với cái khung cảnh, với bài hát, chú thấy là phù hợp. Cảm ơn con, chúc mừng con. Và trước tiên cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Tụi em nhảy rất đam mê. Lúc mà một cái người mà nhảy lên cái lưng của 4-5 người gì ở dưới á, cái mặt xuất thần lắm, hỗ trợ cho con rất là nhiều. Tại khi con bước lên đây thì các chú xoay cái cây đằng sau nó rất là sáng, làm cho con đẹp. Và có một cái này rất là thú vị, đó là cái anh chàng Khương Ngọc này, anh hơi phá cách hơn so với một cái người diễn viên. Thì chú Khương Ngọc có kêu cô Việt Hương bằng má. Tại vô tình có cái ngày đầu tiên chú bước lên sân khấu thì đóng vai con của cô Việt Hương, cho nên từ đó chứ đi kêu là má Việt Hương. Nãy ngồi coi thấy thú vị lắm. Con ra con làm như là một tiểu anh hùng á. Nếu như mà chú Khương Ngọc có xem cái này, chú sẽ rất là thích. Và cái hình ảnh nó rất là đẹp. Khi mà con phá cách cái bài hát ra ở dưới đây, nhìn con như là một cái tiết mục biểu diễn, mà một cái người chững chạc á, điềm đạm lắm. Con đúng là một cái anh hùng, tiểu anh hùng á. Theo cô Đăng Trang á, thì đây là một tiết mục rất là thành công. Bởi vì khi mà con xuất hiện trên chiếc thuyền, con bước ra làm cho cô liên tưởng ngay tới cái bộ phim này. Một trong những bộ phim hơi mang tính lịch sử thành công nhất của điện ảnh Việt Nam. Và cái cô thích là cái tạo hình chú Chí Thiện làm cho con rất là đẹp. Và một cái nữa cô rất đánh giá cao ở con, đó là cái diễn xuất của con như một người tiểu anh hùng trăn trở về một cái điều gì đó ha. Và cái mà cô hoàn toàn đồng ý luôn, đó là cách chọn bài. Bài hát này rất là phù hợp với giọng hát của con, thể hiện được một chất rock rất là nam tính, có cao trào, rất là lợi cho cái giọng của con. Tất cả mọi thứ cộng hưởng với nhau làm nên một cái tiết mục hoàn toàn thành công như thế này. Chúc mừng con. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn cô. Toàn là những lời khen tặng dành cho con nha. Bây giờ con muốn nghe điểm số của ai nè? Con chọn cô Việt Hương. Giờ cô Hương trước ạ. 10 điểm. 10 điểm. Dạ con cảm ơn cô. Giờ ai nữa nè? Người nữa. À, chú Quang Lê. Chú Quang Lê. Chú cho con 9.75. 9.75. Con cảm ơn chú. Chúc mừng con. Cung nữ mau y lệnh, cung thỉnh long nhan,
nói rằng có lệnh mẫu hoàng mạo ngữ đến danh kiều quốc cầu. Thank you.
con cô bác mình thông cảm, nay đoàn cải lương thiện tâm của tụi em mà. Vậy cậu? Dạ. Ông bầu ơi, sao vậy? Sao mà tự nhiên đang hát rồi tự nhiên ngừng ngang vậy trời, đang coi hay mà. Thông cảm, hôm nay đoàn có công chuyện gấp và phải ngưng liền. Rồi, giải quyết công chuyện xong rồi rồi nay mai tụi tôi lên. Hát tiếp đi chứ. Hát tiếp đi. Dạ, dạ. Hát tiếp đi. Bà con thông cảm. Hát tiếp đi. Ê, hát đi. Hát tiếp đi. Dạ, thấy chưa, hát tiếp kìa. Bây giờ đoàn em có chuyện gấp giải quyết vô lắm. Thông cảm giùm em đi nghe. Rồi, có gì nay mai tụi em lên đèn hát phục vụ bà con mình. Bầu đế lại. Cái đừng manh động, đừng manh động. Ông bầu. Dạ. Sao vậy, có gì không? Má không có chuyện gì, để con giải quyết ngoài này. Má vô chồng má nghỉ nha. Vô. Má con ừ đem vô. Thông cảm, bây giờ vậy đi ha. Để đoàn em giải quyết công chuyện quan trọng xong rồi cái lên đèn hát phục vụ bà con cô bác mình lại. Bây giờ mời bà con cô bác mình đi giao phòng vé, tụi tôi hoàn tiền vé lại nghe. Rồi hứa nghe. Dạ. Ừ. Dạ yên tâm. Dạ. Yên tâm. Ủa ông ơi, gì sao tự nhiên đang hát ông kêu dừng lại vậy ông? Nhân à. Dạ. Chuyện quan trọng lắm. Con bình tĩnh nghe ông nói nghe. Dạ. Ba của con á. Ba con tới thăm con nữa không? Chết rồi. Ông bị ung thư gan thời kỳ cuối. Sau khi chôn cất ông xong, người nhà đã đi tìm con theo di nguyện của ông. Đây là lá thư mà ba con nhờ dì gửi cho con. Nhân con, ngày ba tiệp đến gặp con là ba biết mình không còn sống được bao lâu nữa với căn bệnh ung thư này. Chỉ muốn dành thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ba ở bên cạnh con, chăm sóc cho con, để bù đắp lại những lỗi lầm mà ba đã tạo ra. Nhưng khi gặp con, ba mới hiểu ra là ba không thể nào đòi hỏi ở con bất cứ điều gì ngoài việc ủng hộ con theo niềm đam mê của mình. Đây là số tiền mà ba đã dành dùm, nay ba nhờ dì trao lại cho con. Con cất để mà phòng thân, và hãy sống sao cho nên người, giữ tâm ngay thẳng và đạo đức. Ba mẹ sẽ luôn phù hộ cho con trai của ba. Ba yêu con. Con xin hứa không hề dối gian. Nghèo thì cho sanh rách sao cho thường, những lời của bà khuyên rằng con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu tình cô
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục của bé Trọng Nhân. Xin cảm ơn các nghệ sĩ Huỳnh Bá Thanh, Chí Thiện, Vũ Đoàn Chuông Gió và đặc biệt với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Bạch Mai. Con ơi, ông trời sanh con ra để đi diễn á, con như là một cái anh kép hát thật thụ á. Con từ động cuối không có coi gì hết trơn, không có thấy một cái đứa bé mà Trọng Nhân đi thi đâu. Cô nghĩ là nếu như ông trời ông sắp xếp ra cho một cái nghề nghiệp á, thì chắc là cho con cái nghề đi hát, mà còn hát kép nữa cơ, hát chánh á, chứ không phải là hát cái máy dài kia. Ra sang trọng hát hay lắm, cắt tới khúc mà con ôm cái na đến đây rồi con đọc hết lá thơ đó xong rồi cảm xúc này đó hết là ta khóc ngay. Mấy cô chú hình như rất là phấn khích cái đoạn đầu tiên khi mà con diễn gia Tôn Quyền rồi đúng không? Với khi lại mà kêu ngưng một cái là mấy cô chú cảm không thấy chịu, rất là tiếc. Bởi vì đang đã quá. Hay quá. Hát cỡ với cô Việt Hương hay chú Lê thôi là đã thấy con nặng rồi. Bởi vì con mà hát với cỡ này, mà hát với cái bà trời ơi chúa đảo, bà Bạch Mai, trời ơi, tôi hát mà tôi sợ bả nữa. Mà cái thần thái của bả nữa, tôi ra thấy tôi xỉu rồi. Mà con không có bị lắc lư gì hết trơn trời. Ngang tài, ngang sức luôn, con làm đã lắm. Đi gói qua là cô nói rồi, nó qua được ngải bả rồi. Sanh ra đi hát kép. Đúng như cô Việt Hương nói, tổ nghiệp đã cho con một viên ngọc quý của bộ môn nghệ thuật cải lương này. Con ca rất là sáng, rất là chuẩn một anh kép. Cái giọng con rất là bén, rất là sáng. Rồi cộng thêm con diễn nữa, con đã diễn được hai thể loại, xã hội và hồ quảng nữa. Cái đó là cái điều mà để ý vô trong đó mới thấy. Cũng như cái cương trượng của bà mẹ rớt xuống, con chụp hai tay con cầm lên thì tích tắc chút xíu là khi nhìn thấy bức ảnh của ba rồi, quỳ xuống, đưa hai tay cầm cái bức ảnh của ba lên ôm vào lòng. Một cái sự trân trọng, một cái tình phụ tử thiêng liêng. Mặc dù là cha không có nuôi mình nhưng mà ơn trên trời đã ban cho chúng ta có một người cha. Dạ, mời ý kiến của giám khảo Quang Lê. Nói chung lại nãy giờ là lời hay ý đẹp ai cũng nói rồi. Nhưng mà còn Quang Lê thì nói cái riêng kỷ niệm mình thôi. Là hồi lúc mà nhỏ bên Mỹ đó, lúc là năm 1991 thì ở bên đó buồn lắm. Hồi đó đâu có nhiều nhạc Việt Nam đâu. Thì coi cải lương nhiều lắm và coi mấy cái tuồng hồ quảng đó của Bạch Mai. Hôm nay gặp lại cái người mà gọi là đối với Quang Lê là thần tượng trong cái ngành hồ quảng. Quang Lê coi nhiều lắm, xem nhiều lắm. Và mỗi lần mà gặp cái thần thái của cô là say mê lắm. Nhân ơi, cô thấy mỗi ngày con rất là phát triển trong cái con đường của con đi, nhất là cái bộ môn hồ quảng này. Bởi vì cô thấy những cái động tác của con á, điêu luyện hơn. Khi mà con đi xuyến, con đi bằng đầu gối, và nhất là những cái động tác của con vũ đạo như con xoay cái cây vân vân, thì cô thấy nó rất là thuần thục. Và cực kỳ bái phục những nghệ sĩ mà diễn cái bộ môn nghệ thuật này. Bởi vì đây là cái môn mà nó tốn nhiều sức lắm. Ví dụ như khi bà mẹ đi, như mình đời thường thì mình sẽ nói mẹ kêu mình vô ngồi, rồi ngồi đi con, rồi đứa con sẽ nói là dạ cảm ơn mẹ, dạ mẹ. Rồi còn cô, mẹ sẽ nói là ừ à, thôi cho mẹ hỏi cái này đúng không. Còn ở đây là cảm ơn mẹ. Thêm một cái nữa không, bà mẹ già ơi là già, đeo một tấn hột xoàn ở trên đầu. Rồi chưa hết nữa, mất bộ đồ nữa. Rồi bộ đồ, rồi chưa kể nữa. Thay vì như mẹ em thì nói nghe là tới mẹ biểu coi, tới mẹ hỏi này, con này cho mẹ hỏi. Trọng Nhân. Dạ sao cô Hương? Cho con người đi. Cảm ơn theo cái kiểu hồ quả. Đây nè, khoan, nghĩ nghĩa. Im lặng. Trời ơi, cái ý cô là cái kiểu như vậy. Cô Đoan Trang ơi, để làm được cái động tác đi gối đó là tập rất là nhiều. Thậm chí là phải có cái băng gối để bảo vệ cái đầu gối của mình. Cô bận cái đầm đó mà cô đi như vậy là cái đầu gối cô bầm đó nha. Dạ dạ mấy cô mấy chú, giờ để cho con cảm ơn cái đi. Cảm ơn cô Việt Hương đi con, 10 điểm rồi đó. 2, 3. Đội ơn cô Việt Hương. Cô Việt Hương cho 10 điểm nè. Cô Đoan Trang hãy đi gối tới để nói cho con 10 điểm. Vậy thì mình cũng phải đáp lễ, mình đi gối lại, mình đội ơn cô Trang chứ. Đa tạ con. Đi gối lại đa tạ con. Đội ơn cô Đoan Trang. Đau quá. Tẹt cái chân ra nữa là thế không? Đứng một giờ lên con. Đứng một giờ lên rồi tạ xuống con. Chưa, mới có 2 điểm mà. Chưa, để kêu 2 giờ lên. Để nghe hai người này. Người này chưa? Hai người này coi cho nhiều. Mỗi một bộ khác nhau đi con. Cho nhiều. Chú rồi Quang Ly. Nhớ tạ nha. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm.
sớm một giờ lên cơ. Mọi người mở đi. Thôi tội nghiệp nhỏ quá mấy cô chú ơi. Mọi người mở đi. Bây giờ cảm ơn mà bằng cái vũ đạo tuồng cổ mệt lắm. Dạ. Đâu cô, còn nhiều cái bộ hay lắm cô ơi. Từ ở dưới này bay lên cái ghế chổng cái đầu xuống vậy nữa nè. Dạ đâu thôi cô bỏ bỏ cô Hằng ơi. Bây giờ mà cô bắt nhỏ làm kiểu đó đi cảm ơn cô là mệt lắm luôn á. Dạ mời cô ngồi. Dạ. Thỉnh cô an tọa. Dạ. Coi như là bốn giám khảo mình biết điểm của ba người rồi. Còn cô Thanh Thằng không biết cũng như biết ha. Chút xíu mình biết đi. Mặc dù mình cũng biết là bao nhiêu rồi đó. Rồi, cảm ơn các cô chú lần nữa đi con. Cảm ơn theo kiểu xã hội đi. Tù xã hội nè. Cảm ơn cô chú. À, rồi. That we can lean on. When you wake up, look around and see that your dream's gone. When the earthquakes, we have you make it through the stone. When the floor breaks, the magic up it to stand on. We are the world, united by love so strong. When the radio isn't on, you can hear the songs. I got it like on the dark road you're walking on. The signpost to find a dream, your thoughts gone. Bước từng bước đi với tình tôi luôn chờ bạn ở đó. Trên quãng đường dài sẽ có tôi đồng hành nên đừng lo lo. Cùng nhau chung tay chúng ta xây dựng lên một hòa bình mới. Một hành tinh xanh những cánh chim hòa bình sẽ bay muôn nơi. Hey! We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Just you and me.
vòng tay lên mãi để nỗi sơn hà. Mặt đá cô la anh em ta về gặp nhau mừng như bóng vác quay của che rồng. Bàn tay ta nắm nắm cho một vòng miền Nam. Từ Bắc vô Nam nổi liền nắm tay ta đi từ Đông Hoang Vu vương hết núi đồi. Vượt tháng treo leo tay ta vượt đều từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nổi liền biển xanh sông gấm nắm cho một vòng tự sinh. Tình người trong ngày mới thành phố nói thôn xa vời vời người trên nói linh thiên vào đời và nụ cười nói trên môi còn nói rót đi vui đôi ngày dòng mô nói con tim đồng loài giật tình người trong ngày mới thành phố nói thôn xa vời vời người trên nói linh thiên vào đời và nụ cười nói trên môi. Còn có thể ngồi yên như vậy được, đứng lên hết đi nào. Trời ơi, Quốc Dương vừa mới mang đến cho chúng ta quá nhiều cảm xúc bùng nổ này là bé Quốc Dương 6 tuổi. Nồi cái phần We Are The World của con thôi là chú quờ quạng rồi. Quốc thêm cái nối vòng tay lớn nữa là chú muốn bất tỉnh rồi. Đã vậy, bonus thêm cái phần quánh trống. Muốn khiêng cán lên đây luôn với con, quá giỏi. Đúng là hôm nay Quốc Đại lại một lần nữa mang đến những điều bất ngờ từ những học trò nhí của mình. Chắc là bây giờ cảm xúc của Đại đang rất là hạnh phúc phải không? Thầy Đại không muốn khóc rồi kìa. Tự hào vậy con. Dạ, bây giờ thì là cảm xúc của các vị giám khảo thế nào? Mời cô Việt Hương. Con vừa mới leo bộ trống với cô Canh liền. Canh coi có bị gì không? Có trật gì không? Mà không có bị gì trơn luôn á. Mà thấy mà thương con biết cô Hương không? Ha, con ngồi là cái bộ trống không lắp có tay con luôn đó. Mà con biết không, cái chân của con đạp đâu tới bidan đâu. Mình phải giới thấy thương lắm. Nội ngoại hai bên hãnh diện lắm biết không? Không có một đứa trẻ nào như con mà nhớ tới nổi. Lúc mà giơ cái tay vậy nè, bốn cái chú kia quên Dương nhớ giơ gai ra trước. Không có thấy con lu mờ luôn á. Thế nói gì á, nói gì á? Nãy mấy chú còn quên này, thế này quên gì con? Quên gì con? À, mấy chú còn quên cái này. Đó, thấy không? Quên động tác. Con biết con sáng chói luôn, bây giờ không có kiếm được cái lỗi gì. Đến khi mà lên chống cái cuối cùng, cái báo chống cuối cùng để dằn, để coi nó có trật gì không. Không có luôn. Phải không sói ca của chị Hằng? Đúng rồi. Chị Hằng còn nói gì được nữa không? Trời ơi, tao nói chỉ có bốn từ thôi. Yêu lắm, thương lắm, mê lắm, đặc biệt lắm. Nhưng mà cũng phải nói là Quốc Đại quá khôn. Bị gì vô tới dòng này đếm trên ngón tay còn có 6 em thôi. Cho nên Đại phải bung ra. Cha mẹ nội ngoại hai bên là kiểu như là ở nhà là kiểu như hãnh diện xỉu bịch bịch. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Chú Quang Lê thấy sao ạ? Thấy chú Quang Lê như bình thản quá, điềm tĩnh quá với tiết mục này. Giờ chú nói gì nữa, chú chỉ chờ cho điểm thôi à. Chú Lê là cũng như là sướng quá mà lặng người đi nha. Giờ tới cô Đoan Trang nè, mời cô. Quốc Dương ơi, bài của con có gì? Hát tiếng Anh lên tông, xong hát bè luôn. Đọc rap.
có những động tác vũ đạo luôn. Và đánh trống là cái điểm nhấn cuối cùng chốt lại tất cả những tài năng con có trong bài này. Trống nhịp rất chắc, mà không phải chỉ là nhịp đơn bình thường, mà sử dụng nhịp kép và liên năm ba 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 ba. Quá dữ, quá chất. Cô Ưng, cô Ưng. Ủa? Cô Ưng, cô ra dáng vậy hả cô Trang? Có, hồi nãy có dáng này nữa. Anh Nghĩa ơi, cái dáng này dáng nhiều tôi thấy nó phong trào lắm. Dáng nó dáng gì vậy con? Là gì vậy con? Dạ, dáng đá. Dáng đáp. Đâu con làm đi con làm đáp coi. Con đáp lại coi. Hai, ba. Trời ơi. Nhỏ trời nó đáp. Làm mình không những đẹp mà nó còn có cái thái độ. Trời sao tôi Nghĩa làm cái ghê vậy ta. Chấp nhận thua con để con tỏa sáng. Đó, còn bây giờ thì cho điểm đi nè. Con muốn nghe điểm số của ai trước? Dạ, chú Quang Lê. Chú Quang Lê. Chú Quang Lê chết lặng gì con vậy thì chú Lê cho nhiều điểm đây. Chú hỏi thiệt chứ con có học tiếng Anh không vậy? Con học tiếng Anh chưa? Dạ chưa. Rồi. Xuất sắc. Ủa cái nãy là học thuộc lòng hả con? Học thuộc lòng hả con? Bài thầy Quang con dạy. Thầy dạy con học thuộc lòng thầy lại dạy, đó. Ý của lòng. Con là như vậy. Thầy con có dịch ra cho con hiểu cái nội dung bài hát không? Dạ có. Trời sao chín chắn vậy? Ba con. Trời sao điềm đạm hơn tôi vậy trời. Em thấy em còn nhau 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 nãy giờ à. Ờ, thích quá cái nhau nhau mà trong khi nhỏ không trả lời để xuống còn bà nhau 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 vậy đó à. Dạ chị đang nhau đó chị. 10 điểm. 10 điểm. Con muốn nghe điểm của ai nữa? Dạ cô Đoan Trang. Mời cô Đoan Trang. 11 điểm. Điểm tuyệt đối từ cô Đoan Trang luôn. Cảm ơn cô Đoan Trang nha. Chúc mừng con. Hey. Mình lì chống quân ngoài sông. Dòng đi nguy khốn gian nan chấp trùng. Mỹ Châu Phu Dương. Cha con ta đã vào làng Giả Cổ, ta thoát khỏi vòng vây của quân giặc. Có lý đâu trong nhai mắt tại ta nghe văng vẳng tiếng quân reo. Nguyên nhân nào để giặc tìm theo? Linh tính cho phụ vương biết chắc đã có kẻ chỉ rõ ràng dấu vết. Bơ An Dương Dương. Kìa thần Kim Quy. Thần Kim Quy, hãy giúp ta rõ hết chuyện kia không? Ao Thiên Nga của một kẻ không chọn hiếu. Hờ, thân chẳng phải kiết, đó là chúng kẻ cộng răng cân gà nhà rắc lông ngỗng để giặc tìm ra thục phán. Đó chính là Mỹ Châu công chúa. Mỹ Châu phụ vương. Hả? Lông ngỗng, lông ngỗng. Trời ơi! Mỹ Châu! Phù Dương! Phương Bất Tiêu! Phù Dương! Trẻ thơ đầu cũng xin cha tha lỗi lầm. Vì quá tin trong tuy nước lời thề tao. Trời ơi! Thương sâu
tình tờ chia mi đâu phù dương vì quá yêu nên còn buồn quan thành phố là âu lạc một đông xin cha với con để trả thù cho non sông. Cha lẻ rơi xót xa lòng con hỏi đất nước câu lạc ngàn năm yêu dấu xin hãy chứng minh mỹ châu nước vô miền nghĩa phụ tử thâm tình làm dương phụ vân dân định mà đáng phần tuổi con đã phải gánh cộng đất trắng gà nhà dù chốn năm nơi nguyệt lạnh mãi lưu tiền vào thanh sử vạn niên. Phù Dương, An Dương Dương trọng thủy phương phản bộ. Ôi phải chết à! Phù Dương. Hả? Mỹ Châu. Mỹ Châu. Cha giết con. Thầy, bé ơi, Mỹ Châu ta đã giết con ta rồi. Đây Mỹ Châu. Mỹ Châu cũng không còn, Âu Lạc cũng đã mất. Thục Phán đây đã đến rồi vậy tìm Thâm Kỳ Quý, Thái Dương ta theo chơi. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Trọng Thủy Mỹ Châu với phần trợ diện của nghệ sĩ Lê Như, nghệ sĩ Thái Vinh và nghệ sĩ Bạch Lợi cùng vũ đoàn Chuông Gió. Trời ơi, Nhân con diễn mà cô nổi hết da gà. Con biết sao không? Tại vì cái nghề của con á, phải nói với quý vị khán giả là bé đang trong thời gian đi học rồi tập thâu đêm suốt sáng. Cái người ta ngủ không đủ, hôm nay con về con không làm gì hết. Con đi về nhà con ngủ cho cô Diệt Hương 12 tiếng hồ để con lấy lại, chứ không nó bị tưa cái giọng nha. Ai đánh thức vậy nói cô Diệt Hương nha. Thức đưa điện thoại cho cô nói chuyện, nghe không? Cô Hương nói sao dữ vậy? Gọi cái gì mà gọi hoài vậy? Con ta ngủ 12 tiếng hồ gọi Đúng. Tôi chưa đưa điện thoại cho bà Hằng, nó đưa qua chị Hằng, chị Hằng nó gọi nhỏ nữa nó chàng dễ chơi như nhỏ ngủ hả đó. Lẽ ra thằng nhỏ ngủ được rồi mà nhờ hai cái giọng binh vực thằng nhỏ thức trắng đêm luôn.
bé bị là khàn tiếng, chứ không phải là lên không nổi, bị gì á nó tắt luôn, chả nói được. Phải thông cảm. Chỉ nói thêm về cái phần kỹ thuật biểu diễn của con thì diễn lúc mà con đóng con điên luôn, điên loạn luôn, con ra tới đây con hoang mang luôn á. Nước thì mất, con thì tự tay mình giết, con chạy ra tới đây, lúc đó cô nghĩ là kết ngay chỗ đó chắc cô ngất luôn mất. Cô căng theo con á, diễn nổi hết da gà, chờ cho con đi hát cải lương. Và bây giờ cô biết là con kỹ thuật biểu diễn quá tốt. Cảm ơn giám khảo Việt Hương. Mời cô Thanh Hằng ạ. Chính vì là có những cái thể hiện những cái giai này nó mới có tính cách. Con đừng quan tâm, con đừng có lo lắng về vấn đề giọng ca của con hết. Nắng mưa là chuyện của trời, mà con người mình bệnh làm sao ai nói được. Nhưng trong cái chất giọng ca của con đã có sẵn chất giọng của một người nghệ sĩ cải lương rồi, con đừng lo gì nữa cả. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng đã hiểu, thông cảm cho cái khó khăn của bé Trọng Nhân cũng như là cái nỗi lo của cô giáo Bình Tinh. Mời chú Quang Lê. Con có biết là mỗi lần mà chú đi hát về đó là má đóng cửa phòng lại, và trong nhà của chú có bốn anh em ở chung. Mẹ của chú không bao giờ cho các anh em trong nhà mà có một tiếng động, và điện thoại là má anh tắt luôn, để cho con ngủ lúc nào con tỉnh thì thôi. Không có một cái thuốc nào mà tuyệt vời bằng giấc ngủ. Nên khi mà chú nghe con hát mà cái giọng nó bị tưa như vậy, chú đau xót lắm chứ, chú thấy mình ở trong đó mà. Tuy nhiên chú không chấm về cái phần đó. Cái hình ảnh của con hôm nay rất là tuyệt vời. Bây giờ nó không nói nữa, cho điểm luôn nè, 10 điểm. Mình nghe ý kiến từ cô Đăng Trang nữa nha. Cô nãy giờ cô mê cái set đồ của con. Vàng nghệ, vàng mù tạc, rượu nho và nâu. Dạ, nó hợp với cái đôi bông tai của cô Đăng Trang bữa nay nữa. Có mượn đi hát không? Ngày hôm nay thì con được thể nghiệm một cái vai rất là mới, khác biệt tất cả những gì từ trước giờ con làm. Mình cũng phải làm sao để lột tả được cái nhân vật của mình. Đó là một cái ông vua mất nước, mất Âu Lạc rồi, mất nỏ thần rồi, mất con gái rồi. Và nhất là cái lúc mà điên dại gào thét. Rất là tốt, chúc mừng con. Cảm ơn các vị giám khảo. Các cô chú ở đây, tất cả mọi người đều rất rất là thông cảm cho con. Nhưng mà để cho công bằng với tất cả các bạn, bằng cái tình thương của cô nói một cách chân thành rằng các con phải làm sao phân bổ cái năng lượng của mình để mình ra mình chiến đấu một cách tốt nhất. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Chúng ta đã biết điểm số của chú Quang Lê là 10 điểm dành cho con rồi. Giờ con muốn nghe thêm điểm số của ai nữa? Dạ, cô Việt Hương. Mời cô Việt Hương. 9.75. 9.75. Quá tuyệt vời. Cảm ơn quý vị. Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Từ lớp nhảy múa của cô. Tôi còn nợ rất nhiều người, nhưng lời cảm ơn từ sâu trong đáy tim, ngàn lời xin lỗi mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói ra. Và nếu chiến tranh ghé qua đây, chẳng sợ thiên súng dấu mau tùn thấm đất nhà, chỉ lo thời gian không chờ ai. Dù còn quá nhiều điều tôi chưa tự mình làm nên. Tôi còn nợ mẹ của tôi, linh hồn thân xác tôi là của mẹ tôi, và nợ cho tôi ngàn đêm thức trắng canh con bên vòng đôi. Ngàn điều ước tôi ước lúc thanh bình, xin điều gì nhân ước mơ đất nước mình sẽ bình yên, hay nói chúng ta sẽ bình yên. Chẳng sợ mưa bom đạn bay xa phân tán rời, chỉ cần đừng lấy cha mẹ tôi khỏi cuộc đời. Chiến tranh ơi đừng ghét tôi đây, đừng ghét tôi đây. Dù phải hy sinh cuộc sống ướt mắt riêng mình vì một điều ước cha mẹ con tim chung lời. Chiến tranh ơi đừng ghét
tôi, linh hồn thân xác tôi là cụ mẹ tôi, vẫn ở cha tôi ngàn đêm thức trắng canh con bên vòng đôi. Ngàn điều ước tôi ước lúc thanh bình, xin điều gì nhân ước mơ đất nước mình sẽ bình yên. Hãy nói chúng ta sẽ bình yên là điều duy nhất. Chào cho mưa bom đang bay xa thân ta. Linh hồn thương xác tôi là cụ mẹ tôi, vẫn ở cho tôi ngàn đêm thức trắng canh con bên vòng nôi. Vẫn ở cho tôi ngàn đêm thức trắng canh con bên vòng nôi. Điều ước về một thế giới hòa bình không có chiến tranh, đó là điều ước của tất cả chúng ta. Xin mời các vị giám khảo nhận xét về tiết mục này. Mời cô Đoan Trang. Không ngờ hôm nay thầy Chí Thiện rất là hay khi khai thác được con những cái âm trầm. Âm trầm của con vẫn rất là ổn định, hát nhẹ vẫn rất là rền, tạo thành một cái cấu trúc chung của cái giọng của con trong bài hát này. Tất cả mọi thứ rất là hợp lý và dàn dựng đơn giản, màu trắng tinh khôi bộ trang phục của con với những cái bộ áo dài của các cô chú. Nhìn cái tiết mục này giống như tên của con, rất là văn minh, rất hay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Cảm ơn chị Trang. Mời cô Thanh Hằng. Cái điều đáng quý là khen con rất nghiêm túc trong từng lời ca. Con cảm xúc trên gương mặt hay lắm. Những cử chỉ hành động của con nó khẳng khái. Chúc mừng con đã thể hiện xong cái bài ca này mà của thầy đã giao phó cho con. Rất là thành công. Dạ. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ý kiến của cô Việt Hương thì thế nào ạ? Cô ít bao giờ cô ghi lại lắm. Tại vì cô thường chấm về cái mặt cảm xúc và biểu diễn trên sân khấu. Lần đầu tiên cô ghi ra phần A1. Khi con hát cái chữ ra đó, cô lo lắm. Tại vô toàn là đầu tiên toàn nốt trầm không. Mà khi mà con hát á, cái chữ ra và cái chữ thân xác, cái chữ xác, hai cái cô ghi cho Thanh Dũng đây nè. Biết sao không? Không có mất chữ mà lại đem cho người ta một cái tình cảm. Thường là một cái bài nào nghiêng về cảm xúc thì quan trọng là cái người ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó có đem lại cho người khác cái cảm xúc để thích nó hay không. Thì con làm được cái điều đó. Những cái nốt trầm của con đi qua hết, không có bị mờ nhạt, không bị mất gì hết. Mấy cái gần là cả 10 số trước con làm rồi. Cô lo để con đánh vô đây. Để làm chi? Không được, kiếm chuyện, trừ điểm. Nhưng mà bây giờ nó hát trúng rồi, không có trừ cho điểm lớn. Cảm ơn cô Diệp Hương. Và chú Quang Lê, xin mời. Đúng là âm nhạc không biên giới. Nhưng mà ngồi đây, chú đã cảm nhận được cái tình cảm của nhiều dòng nhạc ở ngay sân khấu này. Và vừa rồi là một bài hát rất rất tình cảm, nghe từng chữ rất cả lòng. Cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Và con muốn nghe điểm số của ai đây? Dạ, cô Thanh Hằng. Mời cô Thanh Hằng. Chữ ra. Cái ngân của con thấy thương quá à. Con ngân lại cho cái nữa, cho điểm liền. Ngân lại ra, cái câu đó con. Ra đó, chữ ra đó. Ngàn lời xin lỗi mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói ra. Đó, ra. Có chữ ra điểm thôi đó. Vậy thì điểm của cô Hằng đưa ra là bao nhiêu? 10 điểm. Cảm ơn cô. Điểm của ai nữa con? Cô Đoan Trang. Mời cô Đoan Trang. Càng vào trong tụi con càng rất là tốt. Không thể nào cho dưới điểm 10 được. 10. Cảm ơn cô. Còn điểm của cô Việt Hương với chú Quang Lê, mình tạm thời mình giữ kín nha. Cuối chương trình mình sẽ biết thần thi quá thành công của học trò lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Chứ còn có một học trò thôi, cho nên là bao nhiêu tâm quý ông thầy cũng đổ dồn vô cái học trò này. Và thưa quý vị, tiếp mục cuối cùng của đêm nay đến từ lớp tài năng nhí, ca sĩ Quốc Đại, bé Vĩ Dạ.